mình là ghê gớm lắm nghe quý vị, chết dữ lắm nghe, nhà sập hết trơn đó nghe. Mà như Trung Quốc nó thông báo nè, cái cơn kỳ rồi ở tại nghĩa là mà Vũ Hán á, nó cơn bão đó nó cho là 1.400 cái nhà sập, còn cái người chết là 2.700 cái người. Tội thì bà con ở tỉnh Châu Đốc hãy ráng thức tỉnh, ăn chay niệm Phật làm lành, phải tu hành cho sớm để sau này nạn tai nó ghê gớm xảy ra hết tất khắp chốn cùng nơi. Mình nói là còn hai phần ha, Đức Thầy nói là hai phần, còn ba ông nói là còn một phần một hả, ông nói 10 phần hết 9 phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu đó, một phần đó là vừa được sống qua đời luôn thượng quân thứ đức. Thì nói Sài Gòn Quảnh Hiêu Bạc Liêu tuyệt gốc đó, Sài Gòn tại sao mà Quảnh Hiêu, cái điều này xin chia sẻ đó. Mà lúc Đức Thầy đi dạo Lũng Châu á, thì ngài có ghé là Sài Gòn, thành ra mà ngài đã chia sẻ với bà con mà lúc Đức Thầy đi là dạo là thành phố Sài Gòn đó, thì nó dạo cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi lý nói rành thiên cơ, ba gia ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền, văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe, phiền ba ngựa ngựa xe xe đó. Thành ra Đức Thầy lúc đó đi dạo thành phố rồi ngài nói thơ nói về những chuyện thiên cơ cho bà con ta giác ngộ xuất tỉnh tu hành, mà những chẳng những như vậy mà bà con không nghe, mà con la làm những điều gian ác không, thành ra cái tai nạn đó. Hôm nay tiểu lão cũng mới nói đó là Sài Gòn Quảnh Hiêu, nhưng mà cái Quảnh Hiêu này đây á thì bà con cũng thấy rồi, cái chuyện này có rồi, là cái đợt dịch kỳ rồi đó, chứng minh là cái đợt dịch kỳ rồi đó, là ở thành phố đó với Bình Dương đó là Quảnh Hiêu, tức là chợ không đóng cửa, đường xa không ai đi, đi ra thì nó xuống trạm đó bắt đó. Cái này hiển nhiên tôi nói xương qua thôi là bà con thấy rõ ràng rồi, đó là Quảnh Hiêu rồi đó. Nhưng mà sau này có đợt nào Quảnh Hiêu nữa không là mình chưa biết nha, cái nào biết tới đâu mình nói tới đó, thì thật vậy. Nhưng chớ đó là cái việc tai nạn kỳ rồi, chiến cái dịch bệnh đó là Quảnh Hiêu rồi đó, Sài Gòn Quảnh Hiêu rồi đó đó. Tôi nói xương vậy thì bà con cũng biết nhiều lắm, nó bị dịch bệnh rồi cái là cái đường xa không ai đi, có ai đi thì cũng xuống trạm, rồi chính quyền ta cũng đâu đi chặn lại để sợ nó lây lan, rồi cái chợ búa thì cũng không có ai nhóm nữa, đi thì sợ đụng gặp gần gũi như người ta thì bị sợ lây nhiễm dịch bệnh, rồi cũng không ai dám đi nữa. Nhà này mà lại tới nhà kia chơi cũng không phải là cũng không có đi dám đi nữa, có chuyện gì mới dám lại là đi một người thôi chứ không dám đi nhiều nữa. Thành ra đó cái chợ cái thành phố Sài Gòn đó, lúc đó là Quảnh Hiêu luôn, ít có ai đi lắm, thành ra đường xá cũng vậy luôn. Đó là ông nói tiên tri là chúng rồi đó, ông tiên tri ông nói là không biết tháng nào, không nói năm nào tháng nào hết ha, nhưng mà cái chuyện này phải có rồi đó, nhưng mà sau này có đảo lại không thì mình chưa biết. Thôi bây giờ tạm ngưng cái Sài Gòn đi đó, bây giờ đã qua cái là Bạc Liêu tuyệt gốc nè đó. Ông nói tại sao Bạc Liêu tuyệt gốc, thì bây giờ á trong khi Đức Thầy đi dạo Lũng Châu á, thầy cũng có đi tới Bạc Liêu nữa, thành ra bây giờ tôi xin đọc mấy câu giảng của Đức Thầy lúc mà đi dạo qua ghé qua chợ Bạc Liêu. Ngài cũng nói á, lìa xa đô thị một khi Thiền Loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu ha, chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều thiếu chi, tức là cái chợ mà Bạc Liêu này đó là nó có ba dân tộc, một là dân tộc Việt Nam, hai là dân tộc Tiều là người chả đó, ba là dân tộc Miên, nhưng mà Tiều với Miên nó nhiều hơn Việt Nam mình, cái chợ đó là nhiều hơn với là chợ là Việt Nam mình, còn các chợ khác là Việt Nam mình là đông,
số đó là ít tiều với miên là ít thôi. Nhưng mà đặc biệt con cái là cái chợ Bạc Liêu là miên với tiều là nhiều hơn người Việt Nam mình đó, chỉ có cái chợ Bạc Liêu thôi, còn nhiều là các chợ nào cũng dân Việt Nam mình nhiều lắm, số đó là thiểu số thôi. Thành nó cũng lạ cái chỗ đó. Thành ra ngài có nói đó, chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều thiếu chi là cái dân thổ thì nhiều hơn dân tộc Việt Nam mình. Là tại sao mà ông nói tiệt gốc, là tiệt gốc gì thì cái chợ này đó nhiều hà ba dân tộc ở Mần ăn, nhưng mà Mần ăn không có ngay thẳng, Mần ăn không có đúng đắn chân thật, Mần ăn hay lóc khét đường gạt ha, phần ăn cả đó là cân thì cũng là cân non không cân đúng ha. Rồi làm ăn nhiều cái chuyện là tội lỗi dữ lắm quý vị ơi. Rồi dĩ ỷ cái chuyện mình làm có tiền rồi cứ việc làm tới à, không có sợ cái gì mà tội lỗi hết. Thành ra làm nhiều cái chuyện tội ác những vậy thôi sao. Rồi còn sát giết trâu heo gà vịt, cái chợ đó là người ta ăn mặn dữ lắm, sát giết dữ lắm. Thành ra tới cái thời kỳ mình gây quả mấy chục năm nay, bây giờ phải đảo lại, phải trả quả. Bởi vì ông Phật ông nói đó, quý vị có coi trong cái cuốn kinh đó, mà cuốn kinh gì đi quên, cái cuốn sách mà nhân quả lực á, là ông Phật cũng nói nè, chính Phật Thích Ca nói nè, nếu chúng sanh nào mà chặt một dao thì nữa đào thai lên cho người ta chặt lại một dao, sát một mạng thì phải đào thai lên một mạng cho người ta sát lại. Nhân quả lực nó vậy đó. Mà bởi vậy á, nhiều khi á Đức Thầy thì nói á, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai đó. Ngài mới khuyên nè, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ mệt đó. Còn như sách vở qua giảng xưa cũng nói đó, luật nhân quả không bao giờ trọc trật, gieo giống nào thì mọc quả ni, gieo từ bi thì hưởng quả từ bi, gieo bạo ác thì hưởng điều bạo ác. Các công việc của mình tạo tác thì mình hưởng ngay chứ có mất đâu, mà ai thế cho mình hưởng cho mình cũng không được nữa. Mà đó, cái chuyện mình làm ác rồi ai hưởng cho mình cũng không được, chỉ mình làm mình hưởng thôi chứ không có người nào hưởng thế cho mình cũng không được luôn. Thành ra cái luật nhân quả như vậy. Mà xưa nay ở dưới á, thì ba dân tộc này sát giết nhiều lắm, thành ra bây giờ gây lên cái quả, thành ra phải tiệt gốc đó. Tiệt gốc là gì? Một là xảy ra cái chuyện chiến tranh nha, nhà cửa chết chóc là nhà cửa bỏ chạy đi, hai nữa là cái dịch bệnh, ba nữa là cái bão lụt. Nó xảy ra ba cái chuyện này thành ra tiệt gốc. Thì cũng còn một số ít, nói tiệt gốc cũng còn số ít thôi quý vị ơi. Mà ông ba ông xác định rằng nè, Đức Thầy mình nói là còn hai phần ha. Đức Thầy nói là hai phần, còn ông ba ông nói là còn một phần một hả. Ông nói 10 phần hết 9 phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Đó một phần đó là vừa được sống qua đời luôn Thượng Quân Thứ Đức và dự hội Long Hoa, còn một phần một rồi. Mà chợ này sao nữa là làm Phật nó còn một phần nha. À, thầy còn nói hai phần nha, còn ba thì nói một phần. À, thành ra cái chợ Bạc Liêu như vậy đó, thì trước như tiên đó, bà con hồi trước đó, mấy chục năm trước là không có tu. Bây giờ về ông Tiều Lão với Đức Thầy cũng xác định rằng chợ đó tàn ác quá nhiều. Thành ra bây giờ bà con hãy nghe cái đĩa này đi, rồi bà con phải thức tỉnh ăn giác ngộ, ăn chay niệm Phật tu hành, bà con mới bình tĩnh. Ổng nói cái tai nạn vậy, nhưng mà bà con đừng sợ, đừng lo, phải bình tĩnh. Bình tĩnh để chi? Bình tĩnh đặng mình biết giảng của thầy nói như vậy thì mình nghe theo lời, rồi coi giáo lý của thầy mình tu đi, ăn chay niệm Phật tu hành đi. Bây giờ khuyên bà con phải quay đầu sửa cho sớm, để sau này cái nạn tai nó ghê gớm, nó xảy ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thương không thể kể hết lời, mà khắp cả đời người đều vướng chứ không phải mình ở chỗ đó đâu. Tôi nói này nói chung hết trơn, nhưng bà con mà nếu có cái sợ á thì phải ráng tu, chứ không phải mình chỗ này thôi, nhiều chỗ lắm, nhiều chỗ nào có gây cái quả thì phải chịu trả thôi, các nhà khác cũng vậy. Thành ra nhiều cái sự ghê gớm xảy ra cho cái chúng sanh trên nước mình á, cái chỗ nào có gây nhân thì phải có tạo quả. Đó, thành ra cái tỉnh Bạc Liêu này nữa chết nhiều lắm, nữa này còn có một phần là quý vị ơi, mà ông ba ông nói xác nhận vậy đó. Thành qua thôi bây giờ chia qua cái tạm ngưng cái chỗ Bạc Liêu đi, rồi bây giờ đến cái Châu Đốc đó, thứ ba là Châu Đốc đó, Bạc Liêu rồi tới Châu Đốc. Châu Đốc dở dang nè, Tân An vắng chủ đó,
cái Châu Đốc là sao dở dang. Đó, mình bàn qua coi. Theo như mình nói trước á, là Đức Phật thầy á, có tiên tri chạy Châu Đốc này rồi. Ngài nói á, Ngài có tiên tri là Phật thầy á, hồi đó có tiên tri về Châu Đốc á, thì Ngài nói là thảm thương thay Châu Đốc nạn tai, đến chừng đó mới dĩ thành vô thị. Rồi sao Châu Đốc mặt tiền sử bỉ, đó là thảm thương thai Châu Đốc nạn tai. Đó, nạn tai là gì? Một là dịch bệnh, hai là chiến tranh. Đó, ở trong mình là không có bạo lục, ít có bạo lục lắm, nhưng mà có dịch bệnh với chiến tranh. Mà trong á, gần cái cảnh núi mình á, sau này là bị chiến tranh là nhiều lắm bà con ơi. Tỉnh An Giang này á, bị cái chiến tranh là nhiều. Bởi vì ông Thánh ông nói á, là Đức Thầy nói đó, tam châu hữu ngạn lụy nhỏ xa, thập bát chư ban động can qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác. Dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Đó là nói về cái cảnh sau này đó, là bị giặc giả trong cái bảy núi này. Là tam châu là chỉ cho Châu Đốc nè, Châu Phú là Châu Giang nè. Đó, ba cái này đó là ảnh hưởng cái chiến tranh về sau. Thành ra Châu Đốc mình nữa bị chiến tranh là số 1. Điểm thứ hai là dịch bệnh. Đó, Châu Đốc dở dang là vậy đó bà con ơi. Đó, rồi đó là Đức Thầy cũng có đi là ghé Châu Đốc. Mà Đức Thầy để dạo Long Châu ghé Châu Đốc, rồi Ngài cũng nói về thơ về kinh sám để cho dân Châu Đốc tu. Nhưng mà chia sẻ với bà con qua sám giảng của thầy qua câu là xuống dàm kinh sang được thì chúc vui. Một người nhà lá hẫm hồi mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cổ một hồi cùi xuống giữa dời Châu Đốc thắng xong. Đến nơi thiên hạ còn đông, giá gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau kêu ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lặng lẽ ngẩn ngơ, buồn đời lặng mà ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giá cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, rã giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chạch chú thầy, nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghi. Xuống thuyền hoài quá một khi, trèo lên vĩnh thế vô thầy núi Sam. Đó, ngài Đức Thầy mình có ghé Châu Đốc mà có là giả người đùi cui, đuôi cùi sức mẻ, rồi giả người già đi xin ăn. Đó, nhưng mà ở chợ lúc đó đó thì là thấy người già cả đuôi cùi ta khi lắm quý vị. Đó, thành ra cái không có ai mà giúp đỡ, cũng không có nghe thấy ai mà tu hành hết. Thành ra ngày buồn đời, ngày mấy bước ra đi qua cái chỗ khác vô trong núi Sam. Thầy thấy đi ra để nói giờ thơ cho người ta thức tỉnh tu hành, nhưng mà thấy ông già cả đi xin anh không ai để ý, không ai ngó tới. Thấy nhà cô thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Đó, vì điên chưa thấy cái thời nên còn ẩn dạng cho người trái.
đó, ổng phân bày nói rõ ràng hết trơn á. Nhưng mà tại mình không tin tưởng, tại vì mình sống vì tiền vì bạc chứ không có sống vì đạo đức nhân nghĩa. Phải sống có tình thương, có cái tâm từ bi thì thấy người già cả vậy rồi biết giúp đỡ thì mình gây được cái thiện duyên với Phật, rồi có được cái phước đức thì sau này á thì có tai nạn thì cái duyên phần đó, cái thiện duyên và cái phước đức nó che chở cái tai nạn mình mới qua được, bà con ơi. Thành ra cái chỗ này á thì châu đốc ngày sau á phải gặp cái tai nạn, nhưng mà muốn nghe nói như vậy mà bà con mua sợ sau này mình sẽ gặp cảnh này, cảnh chiến tranh, cảnh đó là dịch bệnh, thì bà con hãy thức tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành, nghe lời thầy tổ tu hành đi, thì sau này cuộc sống của mình nó mới khỏe. Chứ tranh luôn ở trong đời á nó khổ lắm bà con ơi. Ở đời này á mà chạy theo danh lợi á thì thầy có nói nè, đeo danh lợi thì buộc vàng tâm trí, đám mấy ân thì khô cạn ước tin. Đã bao lần sanh tử tử sanh rồi, rồi mình được cái gì đấy hả? Có được gì đâu, mình ham giàu nhưng mà bây giờ giàu cũng chưa được. Thấy không? Nhưng mà khi mình chết rồi, chết rồi chỉ nắm hai tay, không đem tiền của mà đem rài hầu nó đó, chỉ có tội phước khỏi còn. Ông nói chỉ có tội với phước à, chết rồi chỉ có đổi phước hai cái này đem theo à. Rồi đến nên thẩm phán cửa son liên đài, rồi ngài mới nói thêm gì nữa cho mình thức tỉnh. Phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều á xa đọa càng ngày thám thế, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính tan. Rồi ông nói thêm cho biết à, ngày nay phải đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn mới được, chứ còn bây giờ thấy cái cảnh đời nó lung tung gì, nó giặt giả nó khổ sở, nhưng mà cái chuyện mình mần ăn bây giờ ngoài giặt nó bánh ngoài kia mà trong này bánh nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng chung á, bây giờ ảnh hưởng chung chứ hoàn cầu hết trơn á. Rồi bà con sẽ chạy chỗ nào mà hết khổ đây, không có chạy chỗ nào mà hết khổ chứ, giàu cũng bị khổ luôn. Mà ông nói nè, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo, những người chức trọng quyền to, vấn đề chết chóc mà sợ lo hơn nghèo. Thấy không? Đó. Thành ra cái nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, chủ cũng lo chết, sợ chết mà tớ cũng sợ chết. Nhưng mà cái người nghèo ít sợ chết, mà cái người giàu, cái người quần thế không chừng nào là sợ chết không chừng đấy. Chết rồi của cải mình nó uổng, không ai ăn, không ai gì, không ai là bỏ uổng, không ai có nhờ nhỏ, không có hưởng được, thành ra nó uổng. Thành ra bây giờ chỗ đó bà con thấy cái chỗ đó đó thì bà con hãy thức tỉnh đi, giác ngộ đi, ăn chay niệm Phật làm lành, đem của ra đi. Mà Đức Thầy đã kêu gọi nè, mà Đức Thầy đã kêu gọi mình đó, hãy chúc giúp cho kẻ đói. Đức Thầy mới kêu gọi mà khuyên mình đó, tu hành rồi còn phải giàu có là phải mở cái hồ ba bố thí, mà là như giảng xưa rồi nói, bởi kiếp nước mở hồ lô bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang. Mà kiếp này á mình giàu sang thì mình bố thí nữa đi, thì kiếp sau mình giàu sang nữa. Nhưng mà kiếp này mà kiếp trước có bố thí giàu sang rồi, mà kiếp này á, kiếp này bỏn sẻn tham gian thì kiếp sau đó khó nghèo nghèo nàn cả tơi nữa. Vì kiếp bên này mà không có bố thí nữa thì kiếp sau làm sao sao có giàu được, không có phước. Mà bố thí kiếp trước kiếp này mới có phước, mà kiếp này bố thí nữa kiếp sau mới có phước. Mà kiếp này giàu mà không có hưởng phước thì kiếp sau không có hưởng được phước đó. Bởi vậy có nhiều giảng kinh chia sẻ với bà con tận đình bữa nay luôn cái chỗ làm phước này. Bởi vậy là nhiều giảng kinh cũng chia sẻ với bà con đây, bởi kiếp trước có tu nên mới giàu à, do nên kiếp trước có tu có làm phước. Như hồi nãy giảng đó, bởi kiếp trước khổ mở hồ ba bố thí nên kiếp này mới đi giàu sang. Còn bây giờ cái chỗ này gì không đấy, bởi kiếp trước có tu nên mới được giàu, rồi kiếp này sung sướng lại quên sao. Nó kiếp này sung sướng quá rồi không có nhớ kiếp trước, không có nhớ kiếp trước mình tu mình làm phước lại quên sao. Rồi sống đã giàu như vậy rồi mà ông còn nói gì, sống lo bòn mót tham nhiều quá. Thấy không, đã giàu rồi mà còn bòn mót tham nhiều quá. Rồi ông hỏi là cái câu thứ tư nè, chết có mang theo được chút nào? Nó không có mang theo chút nào hết trơn. À, không có mang sang tiền bạc tài sản của cải gì hết, nhưng mà đem theo tội với phước thôi. Ông nói chỉ có tội phước phải còn thôi, còn đó để mình tạo phước thì mình hưởng phước, mình tạo tội thì nữa sao mình đền cái tội đó, mình hưởng cái tội đó. Thành ra cuộc đời nó vậy đó, thành ra mình phải
coi xét nghĩ cuộc đời rồi để mình mà thức tỉnh tu hành, rồi nó trợ cho đất như vậy đó, thì bà con hãy thức tỉnh đi, giác ngộ tu hành mới khỏi. Mà ổng có dạy mình nè, ổng có chỉ rõ ràng phương pháp của thầy đã chỉ dạy là 80 mấy năm rồi, chỉ dạy tuyệt đáo lắm. Mà để gì bà con mình không có đâu mà ngăn, không có coi vào cái dinh dáng của thầy, người ta không thấy được cái những lời lẽ của thầy dạy. Thầy nói dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, khách dương gian chưa đặng ba phần. Rồi nói thêm nữa nè, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Rồi á, rồi chư thần về tâu với Ngọc Hoàng Thiên Đế á, rồi ông thấy rồi ông có nói thêm nè, Đức Thượng Đế ngự đền Ngọc Khuyết, nhìn dương gian cũng luống thở dài, thấy chúng sanh trao trĩa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trĩa tánh. Kẻ đói khó người sang hay lánh, bước lợi gần chê lũ hôi tanh. Rồi ông nói cõi ta bà ta thấy hỏi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu khách. Kẻ tàn tật đuôi ruột cùi đói rách, ít thấy ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù giọng sắc màu, cậu với mợ ông thầy cô bác. Mấy người mà mặc giày vớ là soi bọng là cái ăn thanh ni đồ, mặc nơ đồ sắc rượu quách rồi đó, mấy người sang trọng như vậy mới tiếp rước. Chứ ngồi cù đu như thầy đi giả đó có ai lợi tiếp rước không? Có ai lợi rồi bẩm thưa ông và thầy đâu? Không có. Thấy mấy người là quần rách đi cùi đùi đi xin ăn còn khinh chê nữa. Thành ra chỗ này mình mới gặp cái tai nạn nè. Bởi vì ông thánh ông nói đó, khi nhân tắc tợ khi thiên, cái người chúng sanh sanh khi dễ thôi mà còn mang tội, đừng nói mình khi dễ qua tới Phật tới trời mà tới thần thánh mà không tội, thấy không? Khi người bình thường thôi là cũng tội như là khi khinh trời chứ. Thành ra mình khi tới ông Phật ông thánh thì mình mới mang tội. Bây giờ muốn cho hết tội thì bà con ở tỉnh Châu Đốc hãy ráng thức tỉnh, ăn chay niệm Phật làm lành, phải tu hành cho sớm để sau này nạn tai nó ghê gớm xảy ra hết tất khắp chốn cùng nơi, sự thảm thương không thể kể hết lời, chừng đó khắp cả đời người cùng thấy. Chừng đó thấy rồi cái là mình tiêu tùng luôn, không có sửa cãi được. Mà bây giờ có sửa cãi, ăn chay niệm Phật tu hành mới còn cái thời gian sớm để cho mình ăn chay niệm Phật công phu phái sám, mình có mới có thể có cái đi chùa đi làm phước, mở cái tiền bạc cho làm phước, có nhiều phước đức mới che chở được cái qua khỏi cái cơn dịch bệnh tai nạn này. Chứ còn không thì mình chiến cho cái tai nạn rồi mình đỡ không có nổi bà con ơi. Thành ra phải tu cho sớm, chứ không có tu sớm thì cái nạn tai ghê gớm nó xảy ra rồi, cái lúc đó thì mình không có đỡ được, không có phước mà đỡ được. Bây giờ cái thời kỳ bây giờ còn yên ổn, còn tu hành được, còn làm ăn, bà con ở sáng trước mà thầy đó nói là sáng trước tu hành mới khỏi, chứ không thôi này là cái tỉnh Châu Đốc này sau đó vướng nạn tai vậy lắm, là chiến tranh là số 1, bệnh tật bệnh là thứ hai, còn cái gì nạn mà nói gì bão lụt là không có. Cái miền Nam mình ở trong này, tỉnh Châu Đốc này mình dưới là cái An Giang là không có, bảo đảm là không có cái bão lụt. Thành ra chỉ hai cái này không mà mình còn tơi tả đây gì cái bão lụt nữa đó. Bây giờ khuyên bà con Châu Đốc mình á là phải tu hành cho sớm nha, để không thôi là sau này để trễ rồi rồi tới cái mùa cái tai nạn nó mùi đó đến rồi mà thì mình có niệm Phật đi nữa nó trễ rồi, không có công đức đủ mà để che chở cái tai nạn của mình. Thành ra phải tu hành cho sớm. Ngài nói là bây giờ qua chia sẻ qua cái tỉnh khác đi, nãy giờ cái tỉnh Châu Đốc mà quá nhiều rồi đó. Không chủ tăng ngang không chủ này á là ổng nói không chủ thôi, nhưng mình độ mình nói là cái thời gian này không chủ là tại sao không chủ, mình độ mình nói thôi chứ không phải là ổng nói nha. Mình độ chia sẻ bà con mà thôi, độ là chỉ có dịch bệnh rồi không có đi ai mà đi chợ đi búa hết, cũng như kỳ rồi đó. Bởi vì tôi giờ kỳ rồi tôi mới dám nói cái chuyện này không chủ, hay là vắng người đó là chỉ có dịch bệnh, chỉ có cái chiến tranh. Như chiến tranh Una bây giờ cái xóm làng nó banh hết trơn mà cái chỗ đó ai cũng đi tản cư trơn rồi, không có ai ở đó, thêm ra mới vắng người đó. Rồi cái chợ thì bị bệnh rồi không ai nhóm hết trơn á, đi sợ lây nhiễm, thành ra không ai mà nhóm hết, thành ra mới vắng người. Thì tôi độ vậy thôi chứ ổng nói thì vắng người vậy thôi, cho nên là ổng nói là không có chủ thôi. Thì mình biết mình độ vậy để chia sẻ bà con mình phớt qua thôi chứ không dám chia nhiều. Tăng ngang vắng chủ
rồi trợ thủ vắng người, trợ thủ vắng người là cũng vậy, cũng vì dịch bệnh, rồi đâu ai đi chợ, đâu ai tới lui, rồi đi ra thì xuống trạm rồi, đâu có đi được, mà sợ gì lây nhiễm, rồi cũng ai đâu ai dám đi, thành ra chợ không nhóm nữa, thành ra vắng người, trợ thủ vắng người, đó, rồi cái nữa, nhiều khi á nó chiến tranh xảy đó rồi là chết chóc rồi cái chợ đâu có ai nhớ, cái khúc đó cũng đâu làng xóm đó cũng đâu có ai đi tới luôn, thành ra vắng là vậy đó, chợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có thuyền Bát Nhã đậu tại Long Châu đó, cái tháng 9 á là 30, tức là 30 tháng 9 mà không biết tháng 9 năm nào ha. Cái này mà tôi sự thật là tôi nói thật, nói thiệt không à, không có cái gì tôi dám nói dốc, dám nói chuyện không có mà nói hết. Nhưng mà đó là 30 tháng 9 đó, có thuyền Bát Nhã đậu tại Long Châu đó, thì nói cái câu này á, nghe ông lão tiên tri cái vụ này đó, mình thấy đó là cũng một cái tai nạn cho chúng sanh mình nữa đó. Là gì? Ông nói á, tháng 9 30, tức là 30 tháng 9 có thuyền Bát Nhã đậu tại Long Châu đó, đậu sẵn đó là ổng dự bị cái tai nạn, mà cái liền mùa dùng láng xanh quanh cái vùng láng là bảy núi mình mà có cái tai nạn á, nước dâng lên á ha, tới chừng đó á lửa cháy nước trào lên á, thì có liền Bát Nhã sẵn đây để cứu chúng sanh, tới chừng đó chỉ có thuyền Bát Nhã cứu thôi, trong khi lửa cháy nước trào dâng lên thì để mà cứu, có thuyền Bát Nhã sẵn để cứu những người hiền đức, còn mấy người không hiền thì ngài không cứu được. Bởi vì cái cơn này tới á, nó trải qua nhiều chuyện lắm mới tới cái cơn này, thành ra bây giờ á, cái cơn này tới á, là trước khi tới á thì phải có cái chuyện á, chết chóc dữ lắm mới tới cái chuyện sống thần. Sống thần nổi dậy á, là khi bằng lửa dưng nước lên, lửa cháy nước dưng lên á, rồi là người ta bị nước lụt rồi trôi hôi lúc nhúc rồi chết chóc dữ lắm, thành ra ông Phật cũng dự bị sẵn có thuyền Bát Nhã độ đó, khi nào nước giữa dâng lên thì đặng mà có thuyền Bát Nhã, thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái quyết cứu người vượt khỏi sông mê, đó là có thuyền Bát Nhã đậu sẵn đó để mà đi rước người hung, người hiền, rước người hiền, quên lộn, rước người hiền, hiền nhân thế giới, cấp thế giới này ở Ta Bà đem về để trong cái bốn ông thẻ. Bốn thẻ là bốn cái ải có chữ thần giữ hết. Đến ngày sau người ở ngoài này ùng ùng vô thì có chữ thần giữ, nếu mà người nào có tu hiền thì chữ thần ta dòm ta biết, người hiền ta biết trơn rồi, thì người ta vô, còn người không giữ là không cho vô ở ngoài. Trong khi ở ngoài á thì nó cọp beo hùm gấu rắn chích gì đó ở ngoài rồi thì nó quất đó, thành ra tới chừng đó rồi mà bị nước giật lung dâng lên rồi nó gọt beo hùm gấu ở ngoài, nó quất nó xé nó ăn đó, thành ra là những người vô được bốn thẻ đó, là người hiền mới được vô, chứ thần mới cho vô, thì chừng đó vô trong bốn thẻ rồi là bốn thẻ này á các vị thần mới giữ, không cho tà ma yêu quái nhiễu hại trong cái vòng bốn thẻ, rồi ma quái không có vô được, rồi cọp beo hùm gấu cũng không có vô đó được, mà để mà ăn những người hiền nữa đó, rồi đạn bơm rơi đạn cũng không có bắn vô được chứ người hiền nữa, bởi vì vô đó rồi có cái phép thần luân của Phật trên chụp xuống rồi, không có mưa gió gì vô đó, không có bơm rơi đạn tạc vô đó, không có hùm, không có là mà ma quỷ gì vô đó được, mà không có hùm tha xấu bắt vô đó được, cái chỗ đó là chỗ giữ người hiền, chư thần canh giữ, cái thần lung chụp xuống rồi không có mưa gió nào mà nước dưng cũng không có lên được chỗ đó nữa, mà không có mưa gió bơm đạn gì vô đó được hết, người hiền ở trong đó là yên tĩnh một, rồi tới chừng mà giữ lập hội lập cái là thượng quan thánh đức, rồi lập hội luôn qua, rồi người hiền mới đưa gì đó mới sống để mà được sống qua đời thánh đức mới lập hội luôn qua, bởi vì đó là đất Phật đó, giữ cho một số người nào hiền là ở đó rồi mới được giữ, còn người hung là ở ngoài là chết hết, chết vì nước ngập nè đó. Mà ông nói nè, thấy
cái người mà hung dữ chết nhiều quá, ông thấy tội nghiệp ông mới dớt lên. Nhưng mà dớt lên rồi á thì cũng không được nữa, thấy lên thiền rồi á là tự anh đuột xuống luôn, rồi không có mắc lên thiền. Ông nói á là kẻ bạo ác sát thân trọng trược, dớt lên thiền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền là do sức quyền di của Phật thánh tiên đạo thành tất cả đó, mình thương quá mà dớt lên rồi cái là cái người hung ác thì sát thân nó nặng nề, nó trọng được nặng nề lắm, dớt rồi cũng chìm đi à, chứ không ở thiền được. Bởi thiền là do sức quyền di của Phật thánh tiên tạo thành tất cả đó, cộng thêm không đáy, cộng thêm là không mui tiền thiền cảnh nhà láng đó, Phật thầy Tây An thì cũng có đi đó, cảnh nhà láng ngày sau vui đẹp. Là tại sao vui đẹp? Là cái cảnh nhà láng đó người ta tu hành nhiều lắm, mà những tới cái lễ của ông Đức Cố á, người ta làm phước, người ta nấu cơm nấu gạo, người ta ôi làm phước làm nhân rồi cái người là lợi đó rồi nấu nướng rồi những người lợi đó đứng đãi ra ta la mấy ngày, ba bốn ngày ba bốn đêm như vậy. Rồi những cái nhà láng người ta cũng tu hành theo cái đạo của Đức Phật thầy Tây An dữ lắm, là đó là cái gốc của Bửu Sơn ngày xưa. Phật thầy Tây An ngày xưa cũng ở đó, cũng xuống đó. Rồi khi Phật lên núi Sam rồi thì ông Đức Cố ở đó. Rồi khi nào mà khi rồi Đức Bố quánh tại cái bể thưa đó một trận đó, rồi Đức Cố mới vắng mặt, thì cái ông hai là con Đức Cố, ông Hai Nhu đó mới ở đó chủ trì cái chùa đó. Rồi là để anh em bổn đạo để tu hành, để là giữ căn gốc của là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi cũng truyền dạy ra cũng rất nhiều quả là bà con đồng đạo lợi đó mà tu hành. Rồi có một cái đặc biệt nữa là ông ba Nguyễn Văn Thới, lúc đó đó ông còn nhỏ, thời kỳ đó là thời kỳ ông ba Quy với ông hai Trần Văn Nhu, ông hai Trần Văn Nhu rồi thì mới quy với ông hai Trần Văn Nhu, rồi ông ba mới tu hành. Khi sao lại ông ba ổng mới đóng cửa phòng lại, bà ba lo cơm nước cho bả, lo cơm lo nước cho bả, rồi cho ổng lo cơm nước cho ông ba, rồi ông ba đóng cửa phòng lại tu hành 3 năm. Thì khi sau 3 năm rồi ông ba đắc, ông ba được kiến tánh ta để được đắc đạo, rồi cái đạo đó nó thạnh hành nó lưu truyền, rồi ông ba mới bị giặc Tây bắt đi, rồi ổng cắt cái cổ ổng. Nhưng mà lấy ra ông cắt cổ ông gì mà cắt cổ Đức Cố, nhưng mà ổng vẫn còn sống quá vậy. Đó, cái người thường mình là chết béo rồi, nhưng mà ổng cắt cổ ổng rồi ổng vẫn còn sống đó. Rồi ổng để cái ăn cơm vô thì nó tràn ra đây, thì ổng quấn cái khăn lại thì ổng ăn cơm bình thường đó. Rồi ổng viết ra, ổng qua bên đó là chợ mới, qua bên đó là Châu Gia Thuận Giang đó, ổng mới mà ở đó là ổng mới dạy để viết ra chính bổn, để ông dạy cho là cái số dân bên đó để tu hành. Dân bên đó theo ông ba cũng nhiều lắm quý vị, tin tưởng ông ba. Mà mỗi một lần á, như cái đám dỗ vừa rồi á, đám dỗ là lớn nhất miền Tây Nam Bộ, có thể là lớn nhất Việt Nam luôn, chứ đừng nói mà lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Cái đám dỗ kinh khủng luôn, ở ngoài thành phố Sài Gòn á, là miền Trung vô, người ta nói không có về đó, mấy người miền Trung miền Bắc lại vô một cái đó, mà ít ngoài xa quá ít người vô lắm, nhưng mà vô thấy khôi khủng khiếp. Không có đám dỗ nào mà bằng đám dỗ ông ba đó. Gói bánh tét là cả trăm dạ nếp ruột á. Thành ra cái danh tiếng của cái chợ, cái nhà láng này đó là cũng danh tiếng là hiền lành và trung hiếu đó. Như ông ba cũng là ông Đức Cố á, cũng là đệ tử của ông thầy, là cũng là một người trung hiếu đó. Rồi sau này ông Hai Nhu cũng là một người vì đạo để ở cái chùa đó mà để dạy bao nhiêu tín đồ để tu hành, là ông ba quy theo ông hai mà tu hành đắc đạo luôn đó. Rồi sau này pháp nó vô rồi là nó bắt, rồi là ông hai mới xuống Trà Bang, xuống Trà Bang rồi ông hai cũng lập cái chùa ở dưới, rồi ông hai đó là cũng tu hành dưới, rồi bổn đạo cũng có số bổn đạo lợi để mà thọ phái với ông hai mà tu hành đó. Rồi đó, khi ông hai là trịch thì ông hai cũng biết được ngày giờ, ông hai cũng đắc pháp luôn, rồi dạy một số tín đồ với Trà Bang cũng được là danh hiển luôn đó. Bây giờ ở dưới Trà Bang cũng có số đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của ông hai dạy
đó, đó cái linh hiển là như vậy đó. Rồi đã có tu chứng đắc được là ông ba, tu chứng đắc được là ông hai. Ông hai xuống Trà Ban dưới tu hành nó tạo mà độ những tín đồ và Phật là Bố Sơn Hương cũng tu theo một số đông đó, thành ra cái nhà láng này á thật tài đi là ngày sau vui đẹp đó, vui đẹp dữ lắm, là có Phật có trời về đó để hội họp đó, là có cái linh hiển lắm. Rồi bây giờ á đâu rồi, tới bây giờ tới qua đó là nhà láng rồi phải không? Rồi qua nhà láng có thiện bán nhã đậu rồi, bây giờ tới Bến Tre Thảm Sầu, Mỹ Tho Hữu Phước. Bến Tre là cái tỉnh Bến Tre, Thảm Sầu là sao quý vị ơi? Tới cái kỳ dịch Covid-19 và hổng thời gian đó là dịch gà nó chết không biết bao nhiêu đó, cân mà nước mặn đó, là xâm nhập vô rồi nó là già dịch, không có nước uống rồi, là gà dịch tới người ta mà còn không có nước uống nữa rồi á. Những cái số tín đồ á, là bà con đồng đạo á, mới đi chở nước về, có cấp đầu thì bà con người ta chở bán nha, sau này bà con người ta thấy vậy bà con khổ não quá, thôi bà con người ta chở nước về rồi bà cho từ nhà đó để giúp đỡ cho bà con đó. Thành ra bây giờ bà con cũng chợ lúc đó là thảm, là cũng khổ sở dữ lắm, Bến Tre cũng khổ sở dữ lắm quý vị, Thảm Sầu đó. Thành ra bây cái đó là cái nhỏ thôi, để ông trời ông Phật ông cảnh cáo là một cái nạn nhỏ thôi, biết khổ rồi nhưng mà sau này á, sợ cái tai nạn nó quay lại cái nữa là chết sống đó nha, là cũng lớn lắm nha, ở là Bến Tre đó, chứ không phải là cái này mới cái nhỏ nhỏ thôi, xương xương thôi. Thật ra bà con Bến Tre thấy cái cảnh đó rồi là thức tỉnh ăn chay niệm Phật làm lành cho nhiều đi. Không phải tôi nói cái chỗ đó không ăn chay, không niệm Phật, không lưu hành tu, nhưng mà số tu nó không có đạt yêu cầu, nó còn ít đó, phải tu cho nhiều mới đạt yêu cầu, sau này mới ít được tai nạn đó. Bây hồi trước là thầy Phật thầy chỉ có 10 phần được 1, được 2, bây giờ mình tu 10 phần được 6, được 7 đi, cái tỷ lệ nâng cao vậy đi, cái tai nạn nó mới hết, nó mới nhẹ lại. Mà cái số không tu nhiều thì làm tai, làm việc ác không thì cái tai nạn nó lợi đó, thì cái người hung này cũng phải ảnh hưởng chung, cũng phải chịu một phần trong đó. Thành ra bởi vậy đây nè, chiếc qua ông Thánh ông nói nè, tất cả chúng sanh vô nghiệp xiết, mười phương nào có động đao binh, gia gia hộ hộ đều tu thiện, thiên hạ hào sầu bất thái bình. Nghĩa là tất cả chúng sanh không nghiệp giết thì mười phương nào có nổi đao binh, rồi ông nói mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Sở dĩ mình còn tai nạn dịch bệnh ốm đau đây là do nơi cái mình làm, mình là hung dữ nhiều, làm ác nhiều, sát sanh nhiều mới sanh tai nạn. Mà ai cũng khỏi, ai cũng tu hành, ai cũng cử cái việc sát sanh, ai cũng làm lành hết trơn đi thì không có tai nạn. Mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện thì thiên hạ hà sầu bất thái bình, là thiên hạ lo gì chẳng thái bình, thấy không? Thành ra như vậy đó, thành ra chia sẻ với bà con mình ở Bến Tre. Bến Tre thảm sầu lắm nha, khổ sở, nhưng mà khổ sở kỳ rồi nó nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái khổ sở sau này á sao có quay lại nữa không, cái này tôi chưa biết nha, đó là cảnh cáo thôi đó, bà con mình ráng nè. Còn cái là Mỹ Tho Hữu Phước, Mỹ Tho chỉ là hết nãy giờ 5-7 chợ, nhưng mà thấy có cái chợ Mỹ Tho là ổng khen là Hữu Phước, chứ Hữu là gì? Hữu là có, Phước là phúc, à, Phước là phúc. Phúc này đây đó là cái sự may mắn, mình tạo cái phước tức là cái sự may mắn, mình không tạo sự ác, là tạo cái phước là cái phúc, là tạo sự may mắn nữa, mình gặp cái sự may mắn đó đến cho mình đó, mình tạo phước thì cái phước đến cho mình đó, là cái chữ phúc là vậy đó, phúc là phước đó. Thành ra có nhiều phước thì mình mới qua khỏi những cái tai nạn đó. Thành ra cái chợ Mỹ Tho này á thì cũng có là dân chúng tu hành nhiều lắm, thành ra mới được cái phước. Mà đức thầy á lúc đó cũng có đi dạo Lục Châu quý vị, dạo Lục Châu quá là qua Bến Tre nữa quý vị. Rồi ngài có chia sẻ mà giảng của thầy qua một câu là đức thầy đi dạo Bến Tre nè, thuyền loan trực chỉ đến thì Bến Tre,
chợ này tụ lại nhà bè, giá trị bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau vặt tiếng kim thời rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, nói rằng những chuyện về bơm ong. Gánh chè bán hết vừa xong, điên cũng nói rồng việc khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau lìa xa thiền thị đến thì thôn quê, đi đâu cũng bị nhúng kè, kẻ lại chửi thề nói lũ má dơ. Thấy đời tay lấp mắt lúc ở trên bờ khi lại xuống ghe, dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre đủ bực thơ về lìa lấy Trà Vinh. Đó quý vị coi, bến xe không khổ sầu được, còn lại ông Phật nó đi già dại mà còn lại chửi thề nữa, nó lũ bá dơ luôn nữa. Đó là mình hung ác quá rồi, mình không biết ông Phật mà mình lại là chửi rủa ông. Đó là thành ra những cái người đó mang tội lỗi, ảnh hưởng cái tội lỗi sau này sẽ bị khổ sở gì đó quê. Đó là bà con ở Bình Tĩnh Bến Tre nha. Bây giờ chia sẻ với bà con á, thấy lỗi thì phải mau mau sửa lỗi, thấy sai thì phải mau mau sửa sai để đi vào con đường đúng đắn chân thật ngay thẳng thì mới còn, chứ còn đi con đường sai hoài thì sau này á đến chừng đối thầu thân chẳng toàn thay đó. Đối đầu rồi, đối đầu cái gì? Đối đầu cái vinh, bên vinh rồi nè, thì thay chẳng toàn thay nè. Đối đầu với cái chiến tranh này cũng chết luôn. Bị tu không có đức thì đối đầu vô cái gì là cũng phải chết chứ, không có còn. Mà cái người tu rồi á, là ông Thanh Sĩ cũng nói nè, thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy. Mà mình làm hiền lành đi, thiệt hiền lành bới cãi không trôi, chứ còn là có tiền có bạc cỡ nào nhưng mà không có đạo đức rồi á thì lửa nó cháy trơn rồi. Ông nói là sắt gan lửa mà sắt gan còn chảy, đừng nói mình không tu thì nữa sao chết hết. Không đạo đức sắt gan cũng chảy, mà thiệt hiền lành thì bới cãi không thôi. Bây giờ chia bà con ở dưới là Trà Vinh á, ở trên Bến Tre ráng mà tu hành, sau này á phải mới có cái công đức mà dự hội hôm qua mới tránh được cái tai nạn. Hên, bây giờ thôi chia phớt của bà con ở Bến Tre thôi, sáng tu hành đi bà con ơi, chứ không bao giờ cái đời khổ lắm, không bao giờ là còn ở ngoài đời mà sống nổi hết trơn á. Bây giờ qua tới qua cái Mỹ Tho rồi phải không, cái Mỹ Tho này cũng ráng tu cho bây giờ còn ít lắm, chưa có đạt được tỷ lệ cái số người tu, nhưng mà ông Phật cũng khen, nhưng mà điều khen có người tu vậy thế còn ít lắm, cái tỷ lệ chưa có đạt, thành ra phải tu thêm nhiều nữa nó mới có đạt cái tỷ lệ, sau này mới chết ít mới còn nhiều ha. Đó thiền quay đủ bực thơ già lìa lại Trà Vinh để chia sẻ với bà con ở Trà Vinh nè. Đua nhau bán thuốc mặt tình mua không, nói ra những chuyện bông lông, trách chồng lê thứ không lòng từ bi. Gặp người đối khó khinh khi, điên điền viên sự sáng ai thì làm không. Đó thì là ở là Trà Vinh này là ổng đi dạo Lục Châu rồi ổng cũng khuyên bà con nói thơ nói về ráng, bà con ráng tu hành, nhưng mà trách trong cái chợ này đó ít người tu, ít có ai từ bi ai tu hành đó, thành ra cái chỗ này mới vướng gặp cái tai nạn. Thành ra muốn khỏi tai nạn bà con hãy sớm thức tỉnh quay đầu làm hiền lành đi bà con ơi, mới khỏi tai nạn, chứ không này sau này á
cái Trà Vinh này đó là cũng gần với cái Sóc Trăng đó bà con, mà gần với chợ Sóc Trăng đó. Cái cảnh này đó nó còn vướng cái cảnh là sóng thần sụp đất đó mấy quý vị ơi. Sóc Trăng á, cái Trà Vinh này á, gần Sóc Trăng nó cũng ảnh hưởng về cái sự mà sóng thần sụp đất á. Bà con hãy ráng tin tưởng tu hành để cho đạt tỷ lệ cái số người tu nhiều chút mới khỏi nha, nhiều nhiều mới che mới khỏi, còn cái tỷ lệ tu ít quá thì mà ông Phật cũng nói là tội nhiều phước ít khá khó tha cho trần. Ráng tu đi, cái đạt cái số mà cái người tu cho nhiều đi, cái tỉnh đó tu cho nhiều đi rồi mới được ơn trên đa thứ. Mà tu có số cái dân, số dân tu ít quá mà cái số hung ác nhiều quá thì ông nói là tội nhiều phước ít khó tha cho trần, thấy không? Thành ra bà con mình chưa cái Trà Vinh thì ráng tu đi chứ không sau này là còn khổ não nha quý vị. Rồi tới đây á thì xin chia sẻ với bà con mình ở Cần Thơ đó. Đó Cần Thơ thì ông nói nè, nãy giờ lo đọc cái thầy nhưng mà quên vụ bên đây. Cần Thơ thì ông nói nè, Trà Vinh khóc mướt nè đó, Trà Vinh hồi nãy đó là khóc mướt bởi vì Trà Vinh đó, nó gần với Bạc Liêu Bến Tre đó, là sau này có cái sụp đất sóng thần dữ dội lắm, cái gì ơi có nặng sau này á. Mình ở đây á, miền Tây Nam Bộ mình hồi rồi ít có Gò Công là có bão thôi, xưa nay có Gò Công với có Kiên Giang thì bão số 5 đó là có hai trận thôi, nhưng mà sau này sóng thần nha, sóng thần ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bạc Liêu là bên là Trà Vinh rồi, sau này cái cảnh này đó nó chịu một cái cảnh sóng thần á, sóng thần mà kinh khủng lắm. Thành ra bà con á, nghe tôi nói bà con sợ, không phải hù bà con đâu, nhưng mà cái cảnh sóng thần á, bởi vì có thấy bà cái sóng thần bên Nhật năm 1911 không, nó khủng khiếp luôn, tôi dòm tôi thấy rồi tôi lắc đầu luôn, nước ở đâu mà dưới biển tràn tràn ra lên, nước có thể là sóng đánh có thể lên mười mấy thước đó. Rồi cái đê vậy đắp vậy là mà cũng chào luôn, rồi là trong đê gì chết một cái xe cổ nó thôi lĩnh nghỉnh, xe mà còn nó trôi trên đường lộ, tôi thấy á, nó tràn vô rồi một số người năm bảy người đi trên đường lộ nha, đường lộ người ta là đâu có nước, nhưng mà nó tràn nước ụp vô rồi cái số này mới thấy ụp nước vô rồi mới thấy chạy coi, nhưng mà bắt đầu ụp nó chạy lùa lên cái mấy người kia chạy không kịp là nước nó qua một cái sóng á, qua một cái mấy người này là nằm ở dưới nước luôn, tôi dòm thấy coi là không đứng dậy được là chết luôn chứ không có đứng dậy được, nước nó ập tới rồi nó trâu luôn đùa luôn, mà gặp cây cối gì mình đun cái đầu vô đó mình cũng chết, rồi mình không đứng lên được bị nước nó đùa cái mạnh lắm là thành ra mình trôi theo nước là chết luôn, thành ra sóng thần nó vậy đó. Thành ra cái chuyện này tu á, có tu số lượng tu nhiều mới khỏi bà con ơi, chứ có số lượng là tu có hai phần cũng không khỏi đâu, mà phải tu 6-7 phần, thành ra là tu cho nhiều, cái số người tu không còn ít, thành ra mới đỡ được cái tai nạn này nha, chứ không thôi là tai nạn dữ lắm. Đó, Cần Thơ đó, Cần Thơ đó, hết vốn hết tiền nè, đó sau này đó hết vốn hết tiền nữa, chứ không phải nói chơi đâu. Đó, thành ra ổng mới tôi mới chia sẻ với bà con mình ở cảnh Cần Thơ nè. Thuyền Loan Trực chỉ đến thì Cần Thơ, tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên, phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười, thấy thiền hiền đức được mời đó. Thôi rồi đọc tiếp đi, chút phải lại giải cái này. Sĩ thiền hiền đức được mời phần nhiều, xúm lại chê cười người điên, vợ thời ca hát quyền thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm, bá gia coi thể rắc rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi, điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Đó, ngài nói đó, cái chợ này á, hiền đức được 10, 100 người được 10 người hiền đức, nhưng mà cái tỷ lệ thì chưa đạt bà con ơi, chưa đạt, chưa có cứu khỏi cái Cần Thơ này mà hết tiền hết giống được, bởi vì có 1% à, có 10% à,
thành ra 100 người thì có 10 người, thành ra có 10% mà. Còn số người tu ít lắm. Người ông nói thị thiền hiền đức được 10 người hiền. Nãy giờ các chợ có cái chợ này đó, Cần Thơ này được hiền. Nhưng mà hiền vậy đó, cái số người làm hiền cũng còn ít quá, chưa đạt tỷ lệ. Thành ra mấy là vướng cái tai nạn là hết gạo hết tiền à. Cái những nào không tu á mới hết gạo hết tiền. Còn những ngày dạng nào tu người ta có công đức người ta ngon lành rồi. Thành ra cái số tỷ lệ Cần Thơ thì tu nhìn còn ít. Bà con Cần Thơ nên nghe cái mạng này mà ráng mà tu cho sáng suốt. Chỉ cái này có 10% thôi, bà con phải tu lên 70-80% mới đạt được tai nạn. Rồi 70-80% này mới qua mới khỏi cái tai nạn khổ sở vậy sao. Đó, mà ông nói là tội nhiều phước ít khá khó tha cho Trần. Dám làm phước cho nhiều đi, rồi cái tội ít đi, thì thành ra cái gì đó mà cái phước mình đạt được cái tội còn dư lợi, còn mới khỏi. Thấy không? Tội nhiều phước ít khó tha rằng bởi vì có ông nói ông khen cái chợ này được 10. Nhưng mà còn thấp lắm, tỷ lệ của tu còn thấp lắm, mới có 10% à. Phải tu từ 60-70% mới có đạt tỷ lệ, mới có thể là cái số tiền nhiều mới được che chở cái số nạn tai ở cái tỉnh là Cần Thơ mới qua khỏi. Thành ra chia sẻ bà con ráng tu mới qua khỏi, chứ không thôi sau này là cũng gặp cái tai nạn đó nghe bà con. Đó, cái Cần Thơ này là ổng khen đó, chi được 10 đó, được 10% đó. Nha. Là cái tỉnh Long Xuyên, Cần Thơ. Thành ra bà con Cần Thơ phải cứu cho nhiều nữa mới đạt cái tỷ lệ mới khỏi đó là cái cảnh là sống thần, cái cảnh mà hết tiền hết vốn đó. Đó rồi bây giờ đó, cái đó là Cần Thơ là hết vốn hết tiền rồi. Tại tỉnh Long Xuyên ghe thuyền không bến, nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn. Đó cái tỉnh Long Xuyên đó là cái thành phố Long Xuyên đó là ghe thuyền không bến, nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn. Đó là cái tỉnh Long Xuyên mình đó. Hồi nào giờ đó cũng có số tu hành dữ lắm, nhưng mà đi tu chứ chưa đạt tỷ lệ, số tu còn ít quá. Thành ra phải có cái tai nạn để thành những người không tu. Những người không tu thì sao dướng tai nạn trơn à, còn có 10 tu mới khỏi. Thành ra cái số mà tỷ lệ tu có 10% mà, giống như Cần Thơ hồi nãy đó, thì không đạt tỷ lệ được, không có khỏi cái dịch bệnh. Cái dịch bệnh này để trừng trị những người nào hung ác, cái hương nào dữ, mấy người nào quay gây sầu thì kết quán chiến tranh, để chiến tranh để bù ra để mà trả quả. Sát sanh thì phải hại mạng, chiến tranh thì phải để trả quả. Còn người nào hiền đức thì có Phật độ, thần độ thì qua khỏi đó. Thành ra cái chỗ này An Giang cũng ráng mà tu hành. An Giang hồi nào cũng có nhiều vị làm phước làm đức lắm, chứ không phải không có tu. Nhưng mà cái tỷ lệ này nó còn thấp lắm. 1.000 người rồi được có 100 người rồi. Thành ra còn thấp. Bây giờ mình mới tu thêm đi cho đạt 60-70% mới được. Còn tu ít quá thì cái số người mà tu ít mà cái số người không giữ nhiều quá, thành ra cái tai nạn đó chỗ lợi chỗ đó không có khỏi đâu. Là tai nạn cho những người ta không tu, những người hung ác. Mà tu thì được 70-60-70%. Cái số người không tu nó ít, số từ tu nó nhiều, thành ra cái phước đức này nó mới che chở lấp qua cho cái người tu hành mới được, người không tu mới được. Chăng như vậy, mà nếu mà cái số mà tu ít là phước ít, mà cái tội nó gì quá, những người làm tội nhiều quá thì cũng phải có tai nạn à bà con ơi. Tai nạn với những người không tu đó, chứ người tu cũng không có tai nạn. Thành ra nghiên cứu chỗ này, thành ra bà con mình dưới Long Xuyên hết vốn hết gạo hết tiền đó, hết cơm ăn đó. Đó, ghe thuyền là không có bến nè, nhà giàu nhà có nè, sao chẳng có cơm ăn đó. Mà Đức Thầy đã tiên tri, Đức Thầy nói rồi. Đức Thầy nói á, kẻ phú quý đừng dông cơm nguội, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Cái câu này nó ứng dụng hồi năm 72 đó, chiến tranh 72 quánh ngoại á. Quánh ngoại đem một cây vàng mà đổi một cái chén cơm mà ta không đổi đó. Thấy không? Ông nói đó. Mà ông tiên tri ông nói nữa là ông nói câu này nữa nè. Ông nói giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn tôi một vợ. Đó, cái bom nó thảy lại cái thành phố đó rồi. Cái thành phố nó tan băng hết trơn. Rồi gì là sập, rồi người chết. Đó, giàu sang như nước trên nguồn là cái cơn cái nước trên nguồn đó. Gặp cơn mưa lớn là mưa đó là mưa bom. Cái đó là mưa bom, chứ đâu phải bắn từ cục cục. Đó để một cái gì vậy, liên dây gì mấy chục cục kia hoàn thành phố chỗ đó là như u lá gì sập hết đó. Thành ra giàu như than như nước trên nguồn,
giàu mà không có phước đức, không có biết làm phước đó, thành ra cái của mình nó đi theo, đi theo cái sự ác hết trơn à, không có còn, đi theo cái nhân quả hết trơn à. Thành ra phải tu đó, rồi phải biết làm phước nữa, cái của đó mình giữ mới còn. Chứ còn không thì nó cũng đi theo cái tai nạn, cái nghiệp quả của mình gây ác, mình làm ác mới có tiền, mình lường gạt ra mới có tiền, mình làm chứng hung dữ mới có tiền. Thì cái tiền đó nữa sau này nó đi vào cái, nó không có còn mình giữ được, đi vào cái đường ác hết trơn à. Đi chỗ mình làm ác, nó đi theo kẻ ác mất tiêu. Không thôi chiến tranh thuộc cái đó là nhà cửa tan hết đó. Đi vậy đó. Còn không khi ra, không thôi là đây nè, cái này á, cái của tiền này, tài sản này, nhà cửa này không phải của mình, mà mình nó của mình không à. Đây bây giờ tôi móc ra đây nè, tôi nói tôi móc ra cho mấy cô coi nè, chỉ cho mấy chú không phải của mình đó. Cái của nhà cửa này, đất cát này, gia tài tư sản này, tiền bạc này mình có ngân hàng, vàng mình để trong nhà, nhưng mà không phải của mình đó. Mà ông ba ông nói nè, ông nói cái của này nè, một là bệ hạ tịch thu, hai là lửa cháy có đâu của mình ha, hai là lửa cháy của đâu của mình, ba là nước cuốn thình lình, bốn là con dại của mình phá tiêu, năm là trộm cướp làm liều, nghĩ suy cho cạn như rìu trâu sông đó. Bà thấy không, bởi vậy đó, nhiều cái chợ mà cháy rồi, nhiều cái sớm làm mà cháy rồi, chứ không phải mơ hồi đó giờ, không phải một cái chợ cháy, hai chợ cháy đâu đó. Cái của mình làm không chân chánh nó khiến vậy đó, nó khiến đi về cái chỗ đó hết trơn à, tan nát hết trơn à. Thành ra cái của này là không phải của mình, của này là cái của bệ hạ tịch thâu ha, của là con cái mình làm, phải con cái phá tiêu đó, rồi mình làm không chân chánh đó thì nước cuốn thình lình bão lụt trôi hết, của cải của mình lạ mà, nhưng mà mình không đúng đắn chân thật thì nó đi theo kẻ đó vậy đó. Năm là con cái của mình phá tiêu, bốn là con cái của mình phá tiêu, năm là trộm cướp làm liều, nghĩ suy cho cạn như rìu đi đêm, như rìu vô sông đó. Cái cổ làm phải rồi cũng nó đi như rìu đi sông đó. Thành ra cái của nào phần chân chánh ngay thẳng đúng đắn mới còn. Thành ra bao xí giờ chia sẻ một bớt đi, chia sâu quá rồi đó, cái này chắc là nó không kịp quá. Rồi bây giờ tới tỉnh Long Xuyên nè, ghe thuyền nè, không bến nè, nhà giàu nhà có nè, chẳng có cơm ăn nè. Nó chẳng có cơm ăn là chỉ cho cái tai nạn đói khổ chiến tranh đó mới chạy là bỏ nhà bỏ cửa sinh ra mới không có cơm ăn. Thành ra chỗ này cũng tỉnh Long Xuyên mình không phải không có người tu nhưng mà cái tỷ lệ tu nó ít, thành ra phải tu cho nhiều người nữa mới đạt tỷ lệ, mới qua khỏi cái chợ Long Xuyên, mới qua khỏi tai nạn đói khổ này nghe bà con. Ăn nè, sống thành nổi dậy nè đó. Hồi nãy tôi cảnh cáo mà mấy cái tỉnh là nói về mấy cái tỉnh mà bà Bạc Liêu á, là Trà Vinh đồ đó, là gần sống thành, gần sống thành đó, cái tỉnh Sóc Trăng này có sống thành nè. Thành ra bà con ở Sóc Trăng mình là ghê gớm lắm nghe quý, chết dữ lắm nghe, nhà sập hết trơn đó nghe. Mà như Trung Quốc nó thông báo nè, cái cơn kỳ rồi ở tại nghĩa là mà Vũ Hán á, nó cơn bão đó nó cho là 1.400 cái nhà sập, còn cái người chết là 2.700 cái người. Cái cơn kỳ rồi nước dâng lên, nó nước dâng mà cái nhà ngập luôn. Thành ra sau này sống thành cuốn á, tại đây á là cũng khổ sở nên ở Sóc Trăng sống thành nổi dậy chết chóc dữ lắm. Bà con phải ráng, thấy nghe tôi nói mà sợ thì phải ráng lo thức tỉnh ăn chay niệm Phật, có từ quốc có tiền đem ra làm phước, làm phước bố thí đi để gây cái công đức đi, sau này mới qua cái tai nạn được. Mà Đức Thầy cũng có chỉ dạy nhiều lắm, Thầy cũng chỉ dạy qua phương pháp là bố thí. Thầy nói cà khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho cả đối mới nhầm, rồi á đến đoạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn là đúc chung đồng Phật bự đó. Ngài kêu mình á có tiền có của giúp người nghèo đi, bởi vì hãy giúp cỏ đói mới nhầm, chứ còn cái của này mà không giúp cỏ đói rồi mình đem vô mình đi cúng chùa cúng chiền này kia đúc tượng Phật rồi thì không có phước bằng cái giúp người đói. Ta gần chết mà mình giúp người ta là cúp với cái sự sống ta mới có phước, phải không? Chứ bây giờ trong chùa không đúc Phật cái tượng Phật thì cũng không ai chết nữa, phải không? Cái phước đức là chỗ đó. Bây giờ không tạo thêm cái ông Phật ở trong chùa, không có cái tượng cốt nào hết á, chúng sanh không chết. Mà cái người đó khác đây nè, mà mình lấy cái tiền đó đó mình giúp cho cái người đau á, mà ta được có người thương, ta không chết. Đói người ta có tiền mà ta ăn ta mới không chết.
nó cứu cái chết, chú cái chỗ khổ não của ta đó. Là mình bởi vì thầy Đức Quỳnh với chủ ngoài mới xác định rõ ràng, là nó hãy giúp cho kẻ đói mới là nhầm, giúp như vậy là giúp mới đúng chỗ, giúp như vậy đó mới đến đoạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn là đúc chuông đồng Phật tử đó. Tôi chia sẻ thật tình với bà con chỗ này đó nghe. Chứ tôi không có nói bươi móc gì bên chùa bên chuyện gì hết, nhưng mà sự thật vậy là tôi nói vậy thôi. À, thành ra bây giờ á, đó là tỉnh Dông khi Sóc Trăng rồi. Bây giờ á, cũng Sóc Trăng. Bây giờ á là nói qua là cái tỉnh Rạch Giá. Đây bỏ phớt qua đi. Tỉnh Rạch Giá mình đi. Đó, Rạch Giá thì Đức Thầy khi dạo Rạch Giá thầy cũng nói á, Rạch Giá chợ nội Thôi Loi gần nơi ven biển mà cá mò nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh, lúc hờn số căn, dương trần đi lại lăng xăng, chê chê ngạo ngạo cười rằng quân điên. Đó, chê chê ngạo mà trừ người rằng ống quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, lính chẳng bắt thiền nó lại bóp đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe, chạy rồi thiền lại xuống ghe. Đó, dạ chỉ vậy đó, mà mình không biết ông Phật, mình còn khi ông, nó lũ ông ba giờ nữa. Thành ra như vậy đó, là mấy cái có cái khổ não ha. Chứ còn mình biết là làm hiền làm lành thì đâu có khổ não, chứ đâu có xa mắc tội với ông Phật. Thành ra cái chỗ này không có tu, không có người nào, nãy giờ ông nói cái chợ này không có người nào tu hết trơn á. Không có người nào mà biết làm lành đến dữ, thành ra chê ngạo ngạo cười rằng quân điên không à. Thành ra như vậy đó mới vướng cái tai nạn đó. Ông bây giờ chia sẻ khúc ông nói nè, Rạch Giá tỉnh ấy Bắc Hoàng ha, Bắc Hoàng rồi, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh. Tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa, nhưng mà chợ ấy Bắc Hoàng, nhưng mà phải bình tĩnh. Bắc Hoàng đi cũng khổ lắm, cái chợ này cũng gặp cái cảnh khổ lắm, nhưng mà phải bình tĩnh. Bình tĩnh là sao? Bình tĩnh đừng sợ đừng lo, phải ráng tu đi. Bình tĩnh lo tu đi mới qua khỏi cái nạn. Chứ còn không tu mà chạy láo nháo lộn xộn sợ mà không tu đó là nữa sao cũng bị nạn à. Nếu sao cũng chết à bà con ơi. Thành ra phải bình tĩnh tu mới khỏi thôi. Đó, chỉ bây giờ chỉ cần chỉ tu mới khỏi thôi, không tu thì sau này không có chạy khỏi cái nạn khổ đâu. Đó, thành ra đó là cái tỉnh Rạch Giá đó. Rạch Giá chợ nội Thôi Loi cần nên biển cá mò nhiều hơn đó. Rồi là ông nói Rạch Giá tỉnh ấy Bắc Hoàng, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh nha. Bình tĩnh ráng tu hành mới khỏi đau binh nha. Chứ không thôi đau binh là gì? Đau binh là chiến tranh, đau binh là dịch bệnh. Hai cái này đau binh là hai cái cảnh chiến tranh với dịch bệnh đó. Mà nếu hai vô hai cái này rồi đó là dân mình hao hết dữ lắm, chết chóc dữ lắm nha. Thành ra phải bình tĩnh mà tu hành mới khỏi. Đó. Bây giờ nói qua thủ dầu nè. Thủ dầu nè. Thủ này dầu này nè. Thì thủ dầu bị lửa bến cát tan hoang, cái này dắt thủ dầu một quá, chứ không phải thủ dầu ở đây, vì thủ dầu bến cát mà là thủ dầu một quá. Thủ dầu mà bị lửa bến cát tan hoang, nước tràn lửa dậy, mấy cô còn nhỏ, mấy chú thanh niên đừng nói tôi điên. Đó là cái chợ thủ dầu này, ông nói chủ thủ dầu này bị lửa cháy quá gì ơi. Là tại sao lửa cháy? Nữa sao đó bơm nó xảy á, chiến tranh ở đây bơm nó xảy ra nhà cửa cháy sạch trơn quý vị ơi. Chứ không có phải còn đâu, thành ra cái thủ dầu này với cái bến cát này tan hoang chứ. Tan hoang là chiến tranh bơm thục nảy thảy mới tan hoang. Giữa nhà cửa là lửa cháy, là đường xá gì lỗ khoét lỗ hang là tan banh hết trơn. Thành ra bây giờ cũng chia sẻ với bà con ở thủ dầu và bến cát, ráng lo tu hành mới khỏi chuyện này. Chứ không tu hành thì mình dướng cái dạng này rồi đó, kẻ chết người sống đó, sau này kẻ khóc người la đó nghe quý vị. Chứ không phải là còn bình tĩnh là đâu. Thành ra nói cho quý vị nghe, quý vị tránh chuyện này, phải tu hành mới khỏi cái chuyện khói lửa đau binh này nè. Đó là nước tràn nè, lửa cháy nè. Đó, đau binh rồi còn nước tràn lửa cháy nữa. Rồi mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dạy, bầy dê đang chạy. Khỉ nhảy vô rừng
trước mặt đám đưng, sau lưng đám lát. Chợ quán hết đông. Cái chợ quán ngoài đó, nữa sau là không có người ta, ít người ta lắm. Thành ra ông nói là chợ quán hết đông. Rồi mặt ông xế bóng, mặt ông tức là mặt trời đó quý vị, xế bóng là qua cái xế bóng rồi. Qua hơn nửa ngày rồi mới kêu là xế bóng. Mặt ông xế bóng, Gò Công là tiêu nát nè, thị thành sơ sát nè. Nói cái sao cái tỉnh Gò Công đó là tiêu nát, nghĩa là bơm thảy là tiêu nát hết trơn ta qua đó. Thành ra Gò Công tiêu nát đó. Rồi thị thành sơ rơ là cái thành phố nó sao nữa đó, nghĩa là sơ rơ hết trơn quý vị ơi. Và cái thành thị thành tức là Sài Gòn đó, nhà nữa sao à, sơ rơ mà như vậy thôi sao. Mà ông Tứ Thánh ông còn nói nè, Sài Gòn Gia Định ai ngờ nước đâu mà lại lỡ bờ lướt cây đó, không ai ngờ lỡ bờ lướt cây như vậy đó quý vị ơi. Đó còn mấy cậu còn thơ, mấy cô thiếu nữ đừng ham làm dữ, thú hùm không kiêng đó, mình làm dữ là thú hùm không kiêng đó. Ở tỉnh Hà Tiên, tỉnh ấy nước lục, trâu bò lúc nhúc, lưu máy lên khền. Đó, tỉnh Hà Tiên là tỉnh này đó, là nước cặp trâu bò lúc nhúc đó, lưu máy lên khền nè, nước hẹ, nước tiều nè, là chỉ qua bên Trung Quốc đó quý vị ơi, cái này là chỉ qua bên Trung Quốc rồi đó. Nước hẹ, nước tiều, lăng xăng liếu xíu, khó nghe, chị nào mà biết tu, lúc này mới khỏi, lúc này mới khỏe, chừng nào chó đẻ mới tới việc này. Đó, cái chuyện này á, ông cho biết nãy giờ nói đó, mấy cái tỉnh này đó, là chừng nào chó đẻ, tức là chỉ năm chó. Ha, cho lẽ là chỉ chơi năm chó mới tới việc đầy, chẳng có láo ai, có tu mới khỏe, mới khỏe đó, mà chẳng nói giáo ai chân á. Mà nếu ai tin tu đi, tin mà tu đi thì mới khỏe, mới qua khỏi tai nạn, mà không tin không tu là không có qua khỏi tai nạn. Rồi nói qua xe đét tỉnh ấy hết sang thành lý tan quan, nhân dân cùng khổ. Nam Giang là bom nổ nè, chùa chợ nè chẳng còn nè đó. Tan quan nữa sao tỉnh Nam Giang chính đó là tan quan mà chùa chợ cũng chẳng còn hết trơn quý vị ơi. Còn chi còn chỉ tiêu điều tiêu mòn, khoét lỗ khoét hang, tam gà đổ bộ, chín chỗ quán đường, chợ lớn bi thương còn chừng phân nữa. Nó chợ lớn nữa sao còn chừng phân nữa người ta quý vị ơi. Coi nghe rằng giữ, tu hành sống sót để mà coi đời. Nó coi qua nó gì dữ vậy đó, nhưng mà phải sống sót để coi đời, chứ không sống sót là tiêu ăn tan hết quý vị ơi. Đó tôi chia sẻ qua cái với quý vị là những cái chợ nãy giờ đó. Thành ra bây giờ đó ông Thánh được muốn nói đó, chỉ có tu phước đức mới còn, chứ chỉ có phước khởi còn, chứ còn không có phước đức thì sau này gặp tai nạn chết hết quý vị ơi. Thật ra muốn hỏi tai nạn thì trước nhưng mình phải tu đó, tu mới khỏi. Thôi bây giờ nãy giờ cũng phải tiếng hồ chia sẻ với bà con cũng khoảng tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm nay cũng xin kết thúc đề tài nơi đây, bởi vì cái thời gian không có hạn. Thành ra trước khi viết lời cũng thành tâm chúc cho quý vị nghe được cái đĩa này mà thấy cái khổ sở vậy đó, chỉ có người tu mới khỏi. Là người tu Phật mới cứu thôi, người không tu thì Phật không cứu, thì tan gặp cái tai nạn cũng tan quan, cũng tiêu tàn, cũng chết hết. Thành ra nghe cái đĩa này bà con hãy sức tỉnh tu hành giác ngộ. Nhưng trước khi dứt lời, tôi cũng thành tâm cầu nguyện cho quý vị được là thân tâm an lạc, đạo quả, tinh tấn tu hành cho đến ngày gặp Đức Phật Đức Thầy tại hội lại đại hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi.